Blair làm việc trong một viện bảo tàng lịch sử. Cô là một nhà khảo cổ học. Một chàng trai bí ẩn mang đến cho cô ba cuộn giấy cổ này để nhờ giám định. Anh ta nói mình đã tìm thấy chúng trong chuyến đi đến Peru. Chỉ một cuộn giấy không phải là giả. Bạn có đoán được không? Cuộn giấy đầu tiên trông khá cổ xưa, nhưng trong ảnh có một chiếc máy bay hiện đại trên trời, vì vậy nó là giả. Cuộn thứ ba chỉ là một bản in. Bạn có thấy chữ stock photo được viết bằng tiếng Anh in mờ không? Do đó, chỉ có cuộn giấy thứ hai là thật. Blair mang cuộn giấy gốc đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu kỹ hơn. Bạn có thấy điều gì kỳ lạ trong căn phòng này không? Xác ướp này đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Blair phát hiện ra rằng cuộn giấy này là một bản đồ kho báu, nhưng đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng thí nghiệm tắt ngóm trong 30 giây. Khi có điện trở lại, Blair thấy cuộn giấy đã biến mất. Blair hỏi ba đồng nghiệp của mình. Rosamund nói, đèn tắt quá đột ngột, tôi đang sửa những chiếc bình hoa và vô tình cắt phải ngón tay. Nicholas nói, tôi đang đứng gần máy bán hàng tự động thì mất điện. Nó lấy tiền của tôi nhưng không nhả đậu phộng cho tôi. Kevin nói, tôi đã ngồi thiền trên ban công được 20 phút rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đang nói dối? Nicholas, anh ta nói máy bán hàng tự động không nhả đậu phộng cho anh ta. Vậy trong tay phải của anh ta là gì vậy? Ngoài ra, Rosamund cũng nói dối. Các ngón tay của cô ta đều ổn. Hai tên trộm bỏ chạy cùng với cuộn giấy, nhưng may mắn thay, Blair đã lưu ảnh của nó vào điện thoại. Và bây giờ cô đang trên đường đến Peru để trở thành người đầu tiên tìm thấy kho báu. Ba anh chàng này có máy bay riêng và muốn cho Blair đi nhờ, nhưng chỉ một trong số họ đáng tin cậy. Bạn có đoán được ai không? Người thứ hai là tội phạm bỏ trốn. Chân dung của anh ta đang treo trên bức tường này. Máy bay của anh chàng thứ ba thiếu kính chắn gió. Vì vậy, Blair nên chọn phi công đầu tiên. Blair đến trại thám hiểm khảo cổ địa phương. Cô nghe rằng cô có thể tìm thấy ông chủ lớn là Bill trong chiếc lều màu đỏ. Blair đi xung quanh và tìm thấy ba chiếc lều màu đỏ này. Bạn có thể giúp cô ấy quyết định xem Bill đang ở đâu không? Tất cả dấu chân quanh chiếc lều đầu tiên là của động vật, nghĩa là chúng ta có thể loại trừ tùy chọn này. Ai đó đã viết tên của Bill trên chiếc lều thứ ba, nhưng hãy nhìn kỹ hơn, cũng có một mũi tên chỉ vào chiếc lều bên cạnh. Vì vậy, Bill đang ở trong chiếc lều thứ hai. Hello. Blair nhờ Bill giúp đỡ. Anh ấy trả lời, tôi sẽ giúp cô nếu cô giúp tôi tìm mảnh còn thiếu của tấm thảm cổ này. Bạn có thể giúp Blair giải quyết bí ẩn này không? Chỉ mảnh thứ ba là khớp hoàn toàn. Blair và Bill dùng bản đồ này để tìm kho báu, nhưng có câu đố. Bạn có quyết định được đường nào trong ba con đường này dẫn đến kho báu không? Chỉ có con đường thứ hai là đúng. Bill và Blair đã đến đích cuối cùng. Có ba đường hầm dẫn đến ngôi mộ chứa kho báu. Một con hổ mẹ dễ thương đang âu yếm đàn con trong đường hầm đầu tiên. Có hàng ngàn con thằn lằn và bọ cạp bò lúc nhúc xung quanh đường hầm thứ hai. Đường hầm thứ ba chứa đầy những con chuột đói đã không được ăn trong một năm. Con đường nào an toàn? Con đường thứ ba. Chuột không thể sống quá lâu khi không có thức ăn, có nghĩa là chúng không nguy hiểm. Bill và Blair thấy mình đang ở trong một hành lang rộng. Thật không may, tất cả kho báu đều bị khóa sau cánh cửa này. Bạn có bất kỳ manh mối nào để mở không? Trên cửa có 3 bánh xe với 5 ký hiệu khác nhau. Đó là một mật mã cổ xưa. Phải có một gợi ý ở đâu đó quanh đây. Ồ, nó đây rồi.
Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm các biểu tượng tương ứng và quay bánh xe. Chiếc lá cho cây, con mắt cho người và giọt nước cho chiếc cốc. Blair và Bill vào phòng bên cạnh, nhưng có một câu đố khác để giải. Không có kho báu nào ở đây, chỉ có 4 tảng đá cũ có chạm khắc. Bạn có thể giúp hai người họ giải quyết bí ẩn này không? Ba tảng đá này đều mọc đầy rêu và dây leo, nhưng tảng đá thứ ba thì láng bóng. Điều gì khiến nó khác biệt? Họ nên thử di chuyển nó và mở cánh cửa bí mật ở đó. Cuối cùng, Blair và Bill vào được trong lăng mộ. Nó chứa đầy vàng và đá quý, nhưng có 3 mối nguy hiểm tiềm ẩn trong này. Bạn có thấy chúng không? Axit độc hại nhỏ từ trần xuống. Nếu nó có thể ăn mòn đá thì cũng có thể gây nguy hiểm cho con người. Một con rắn đang trốn giữa những đồng tiền vàng và bức tượng này đang di chuyển. Đột nhiên, bức tượng zombie nhảy bổ vào người Blair và Bill. Họ chạy trốn và tìm thấy 3 cánh cửa dẫn đến tự do. Nhưng căn phòng đầu tiên đầy lửa. Có rất nhiều rán trong căn phòng thứ hai. Và căn phòng thứ ba thì chứa đầy các loại bẫy cơ học. Bạn có thể giúp Blair và Bill đưa ra lựa chọn đúng không? Họ nên chọn phòng thứ hai. Bill đang cầm một ngọn đuốc và dán sợ lửa. Vì vậy, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để tránh lửa. Cuối cùng, Blair và Bill đã ra ngoài, nhưng nơi này có gì đó không ổn. Bạn có phát hiện ra chi tiết kỳ lạ nào không? Hãy nhìn cái cây này, táo mọc cùng với cam. Tảng đá này đang lơ lửng trong không trung. Ngoài ra, bóng của Bill ở bên phải trong khi bóng của Blair ở bên trái. Blair và Bill quay trở lại khu trại. Cô muốn gửi những hình ảnh kho báu cho chính quyền địa phương. Nhưng mạng Internet hoạt động rất chậm. Vì vậy, cô quyết định đi tắm trước. Một lúc sau khi quay lại, Blair phát hiện ra ai đó đã lấy trộm điện thoại của mình. Cô liền hỏi 3 người đứng gần đó. Diego nói, tôi quá bận để nấu bữa tối. Nhiều người có thể xác nhận điều đó. Bill thì bảo rằng có lẽ đó là đối thủ trong công việc của cô. Tôi sẽ yêu cầu bảo vệ tăng cường an ninh xung quanh trại. Maya nói, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy bóng của một người đàn ông bước ra từ lều của cô 5 phút trước. Ai đã lấy trộm điện thoại? Bill đang nói chuyện bằng điện thoại của anh ta, nhưng có thứ gì đó trong túi áo của anh ta đang rung. Blair nhận ra Bill là người xấu, nhưng đã quá trễ. Anh ta đã cho thuốc ngủ vào trà của cô. Blair tỉnh dậy trong một căn phòng đáng sợ. Bill nói, đừng lo, tôi sẽ để cho cô đi nếu cô chọn đúng cửa. Trước mặt Blair có 3 cánh cửa dẫn đến tự do, nhưng mỗi cánh cửa đều ẩn chứa những nguy hiểm. Có một gia đình khỉ gorilla đằng sau cánh cửa đầu tiên. Sau cánh cửa thứ hai có một bể cá sấu và căn phòng thứ ba là tủ lạnh. Bất cứ ai qua đêm ở đó đều sẽ biến thành băng. Con đường nào an toàn? Blair nên chọn căn phòng thứ ba. Cô chỉ cần đi qua căn phòng chứ không ở lại đó qua đêm. Blair đi lang thang trong rừng và cuối cùng tìm thấy một con đường. 3 người đề nghị cho cô đi nhờ. Nhưng chỉ một trong số họ có ý định tốt. Bạn có thể giúp Blair tìm người này không? Anh chàng này quá trong suốt, không thể là người thật. Anh ta là ma. Người phụ nữ có một chiếc xe sang trọng, nhưng một con quái vật đang trốn ở ghế sau. Vì vậy, Blair nên tin tưởng người lái xe tải và những chú lạc đà không biếu dễ thương này. Blair lập tức đến đồn cảnh sát và kể cho họ nghe mọi chuyện về Bill. Họ bắt anh ta sau vài giờ. Blair đến để chào Bill qua song sắt. Giờ đây cô đã biết chắc chắn rằng anh ta đang lên kế hoạch để trốn thoát cùng các bạn tù vào tối nay. Bằng cách nào? Anh ta vẽ một hướng dẫn được mã hóa trên tường. Nó có nghĩa
escape tonight, đêm này trốn thoát. Cuối cùng, Blair có thể yên tâm và về nhà. Trên đường đến sân bay, cô nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp. Cô yêu cầu tài xế dừng lại và chụp hai bức ảnh. Chúng giống hệt nhau chứ? Bạn có thấy điểm khác biệt nào không? Có 3 điểm khác nhau. Blair đến văn phòng. Cô thấy Kevin, đồng nghiệp mà cô quý nhất, nằm bất tỉnh dưới đất. Blair gọi xe cấp cứu. Các bác sĩ cho rằng Kevin bị đầu độc. Cảnh sát thẩm vấn 3 người lần cuối nhìn thấy Kevin khi còn tỉnh. Nina, Chris và Daisy. Sau khi kiểm tra hiện tượng vụ án, cảnh sát bắt giữ một trong những nhân chứng. Bạn có đoán được là ai và tại sao không? Daisy, Kevin muốn để lại manh mối. Đó là lý do anh ấy bóp chặt một bông cúc, Daisy, trong tay trước khi ngất đi.